Đây là cây cải bẹ xanh tím. Nó cay y như là cải bẹ xanh. Nhưng mà cái lá của nó thì có màu đỏ tím. Cây nồng, rất là giòn. Nấu canh tôm thịt hoặc là cuốn bánh xèo hay là cuốn thịt á, thịt nướng ngon lắm. Cái cây cải này mình trồng từ hồi tháng 8 đến giờ là tháng 3. Thì cái mùa là lúc mùa đông á, nó cái lá nó cỡ như cái đọt này vậy thôi, nó không có lớn. Nhưng mà từ hồi tháng đầu tháng 3 đến giờ là 20 ngày rồi. 20 tháng 3 thì nó mau lớn, mà cái lá nó nè. Lá nó to khủng khiếp luôn á. Ngon lắm á. Là từ tháng 11 cho tới tháng 2 thì cứ khoảng hơn 1 tháng rưỡi mình mới hái được mấy cái lá cỡ này, không có to nữa đó. Trong nhà kính nên là ấm ấm cho nên là nó lớn nhanh lắm, lá to rất là ngon. Cây này rất là dễ trồng, mình ươm ở trong nhà trước xong rồi mình đem ra ngoài, mình để cho nó xuống đất trồng. Tại vì mình ươm ở ngoài đất thẳng luôn á thì ốc nó ăn hết. Bên đây đó có thêm một số cây cải nữa, coi như là trồng cây nào là sống cây đó đó, dễ trồng lắm. Mình cho nó được 4 lá mầm rồi đó, thì mình đem ra trồng. Cái lá nó cỡ cỡ chân bằng cái đọt này nha đó, cao cao cỡ gì đó là trồng được rồi. Lá nó là nấu canh rất là thơm ngon luôn á nha. Mà cái khi mà mình nấu canh á, mình bỏ nó vô cái là mình tắt lửa, mình lấy xuống mình ăn liền, thì cái nước nó có màu tím tím đó, thì lúc đó nó ăn nó mới bổ, có màu tím á, ăn bổ lắm á. Đây hôm nay ra thăm thì nhiều lá màu tím lắm đó. Cái cây này là mùa đông là trồng là ăn ngon nhất nè. Tại vì nó còn phát triển, nó không có bị chết. Những cái cây khác đó là nó chết. Cây này nó chịu lạnh giỏi lắm. Nhưng mà là mình trồng trong nhà kính nha. Chứ mùa đông mà trồng ở ngoài á, gió lạnh thổi đó, nó cũng bị chết nữa. Nó chịu không nổi. Lạnh buốt quá nó chịu không nổi. Rất là nhiều. Chắc hôm nay chị hái một nửa thôi. Còn một nửa lại á thì mình sẽ để dành hôm sau, lần sau 4 5 ngày nữa mình làm hái tiếp. Quá ngon luôn á. Hey, đây cái lá nó nè. Cái gừng nó mà tím tím nè. Giòn lắm. Giòn rụm luôn á. À, như mình bẻ thử cái lá này nha. Đó. Đó, để mình hái cái lá đó mình ăn. Đó, cái lá nó, cái cây nó sẽ lên cao vậy nè. Mình cứ tét cái lá nó ra mình ăn thôi, hoặc là nó mình tét cái lá nó ra vậy nè, đụng tới cái là nó rớt cái lá ra. Thì nó sẽ ra lá tiếp nữa vậy đó. Mình càng tét lá nhiều á thì nó càng ra nhanh. Khi ăn mình cứ tét lá nha. Cái lá nó giòn lắm, mình chỉ đụng vô cái là nó rớt cái lá ra rồi. Đó. Dễ lắm. Đó. Nấu canh hấp thịt gà, làm dưa chua, làm kim chi cải này cũng ngon nữa, dễ ăn lắm. Thơm, cái mùi cải bẹ xanh nồng đã lời luôn. Đây. Quá đẹp luôn, thấy không?